Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe đua bánh 700C sườn gấp. Con xe này thương hiệu Doppel, hàng nội địa Nhật. Hiện tại thì cấu hình của nó là 3 đĩa 7 líp Group Shimano. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh từng chi tiết để các bạn cùng xem. Đây là cái bộ đề của nó đây ạ. Shimano nhé. Đây, mình bắt tăng nét cho các bạn xem. Mình quay ngoài trời cho nên nó... Đấy, đây. Ok, hình thức lên đề thì thế này nhé. Hiện tại nó đang nằm thế này. Thì các bạn tép thế này thì nó... lên líp và bấm về phía trước này thì nó là xuống líp, tương tự như vậy bên này cũng thế. Ấn về đây. Đây, ấn như thế này. Thì là nó lên đĩa và trả về này thì xuống đĩa nhỏ. Đây, tổng thể của nó thì như thế này. Hàm thắng rất xịn sò nha. Đây ạ, hàm thắng này là Techro này. Hàm thắng xe đua xịn của Techro, thương hiệu Techro là của Mỹ. Xe còn rất mới, còn nguyên cái tem giấy của người ta còn dán này. Tem cửa hàng ấy, vẫn còn nguyên. Vỏ còn nguyên râu nhá, đây này. Vỏ rất mới, cặp vỏ zin luôn. Đúng cái tông màu đen vàng luôn. Đùm trước thì đùm nhôm cốt bẻ, tức là cốt khóa mở nhanh ấy. Đùm sau thì cốt vặn. Rồi. Đi vào chi tiết nhé. Sườn thì còn rất mới như thế này ở đây. Đấy. Mình quay bây giờ ánh sáng là cực đẹp. Đây. Bắt nét cho các bạn xem. Rồi, là nét căng rồi đó. Đây, thương hiệu đây. Mình quay đầy đủ thương hiệu cho các bạn xem. Đây, Doppel. Một hãng nội địa của Nhật rất quen thuộc với những anh em chơi xe bãi. Đó. Rồi. Đấy. Họa văn và các thứ rất hoành tráng. Con xe này mình thông báo cái size nhá. Size là 46. Đây ạ, 46 là mình bắt nét lại các bạn. 46 là bắt từ đây nhé, tính từ đây nhé. Tới tâm này. Tâm trục giữa này. Là 46, ống ngang là tâm này, tới tâm này là 51 năm. Đó. Con xe này thì nó là xe gấp. Đây, cái khớp gấp của nó đây. Đây một khớp, và kéo thẳng lên trên này thì là một khớp. Khi muốn gấp mình chỉ dùng lục giác 6, mở nhẹ cái này, nhả ra. Cái này nhả ra và mình gấp ở bên trái. Đây, ví dụ đây cái xe này. Đấy. Mình gấp quặp vào này, gấp quặp vào này. Đó. Thế thôi, đơn giản thôi. Mình hướng dẫn vậy là các bạn tự gấp được rồi. Rồi, đây ạ. Giò đĩa chính hãng Doppel nhé. Còn rất mới đây. Các bạn nhìn này là các bạn biết nó mới cỡ nào. Mới choang luôn. Con xe này thì đánh giá bên ngoài là mới khoảng trên 90%. Đây. Vỏ đây. Đây thương hiệu vỏ đấy nhá. Vành thì còn như mới đây. Mình bắt nét cho các bạn xem này. Đấy. Đây nó mới như thế này. Đó. Đây. Các bạn nhìn cái vành này là biết độ mới của nó ha. Nó còn nguyên cái những cái đường tròn đồng tâm khép kín tạo nhám ấy. Tạo ma sát ấy. Đấy, có vành này đấy. Vỏ đây, vỏ cũng mới cứng luôn. Rất rất mới luôn đây. Đó. Mình phóng thế này là các bạn xem trên TV là thấy cực nét luôn. Cái vành của nó là vành nhôm hai lớp xé gió bánh 700C nhé. Bánh 700C là bánh tiêu chuẩn đấy. Thể thao bây giờ. Líp đây. Đây. Vẫn là cái líp mà bị ám dầu nhé. Các bạn biết sao bị ám dầu không ạ? Tại xe này là xe bãi. Người ta để lâu, khi mà bên đó nó tra nhớt, để lâu thì cái dầu nó bị ám vào.
các bạn về cẩn thận thì các bạn chà đi á, lấy bàn chà chà thì nó sẽ sạch như thế này, còn mình không có thời gian chà, mình xịt nước mình rửa qua thì nó ám như vậy. Đấy. Quan trọng là để cái đầu răng ở đó này như mới luôn, lips như mới đây, tất cả các đầu răng gần như chưa chạy nhé. Đó. Cứ vài răng thì nó có một cái răng hình như này nhé. Các bạn nhiều khi các bạn tiện đây thì mình nói luôn là trong cái clip ấy, cứ khoảng vài răng, cách vài răng thì nó có một cái lăng răng vát vát thế này. Đây này, đó. Cái này là hãng người ta dập, người ta chế tạo như vậy, chứ nó không phải là nó bị mòn đấy nhé. Đó. Các bạn quan sát đây này, tất cả mỗi clip nào cũng đều có này. Đấy, đây. Đó, thì nhân tiện thì mình mở rộng là mình giới thiệu như thế. Đây các bạn nhìn đây, còn rất mới các bạn đây, đấy đây, đó mình phóng lớn này thì các bạn thấy nó mới như thế nào rồi, đúng không ạ? Đây cái nước xì của nó này, nước ram của cái này rất ăn, nước sơn của nó rất đẹp, Techro hàng xịn sò luôn, nhôm còn trắng bóng, đó. Mới lắm, đây, đấy, ánh sáng rất tốt nên mình quay bây giờ là cực chuẩn luôn. Rồi. Đấy, cơ bản mình đã giới thiệu xong con xe này nhé. Đây ạ. Double. À. Rồi. Bây giờ mình sẽ gá máy để mình test cái bộ chuyển động nhé. Test bộ chuyển động thì bao gồm có test chuyển động lên xuống của cùi đè, bộ đè đĩa, đè lip. Và sau đó là test cái độ bon trớn cho các bạn xem. Mình thì khi mình review xe thì mình làm kỹ lắm. Mục đích thì cũng là để cho các bạn là trước khi có quyết định mua hay không thì biết là cái bộ rút của con này như thế nào, chi tiết như thế nào. Bây giờ mình test cái clip trước nha. Đây. Clip thì cũng rất ngon. Chả có vấn đề này, lên đây. Cái clip này là clip thường dùng để leo dốc nhé. Đấy. À, thường thì người ta những cái bộ đè mà không ấy thì nó lên từ đây đến đây nó rất hơi khó so với những cái này tại nó cao. Ở đây mình xuống cho bạn xem này. Lên này, đó, xuống này. Đó, nó xuống clip số 7. Clip thì người ta đọc tên thế này các bạn nhé. Clip lớn nhất là số 1 và cứ thứ tự như vậy. Thì nó về đây, cái clip nhỏ nhất là clip số 7. Đĩa thì ngược lại ha. Đĩa cái gọi tên thì ngược lại. Rồi. Đó là clip thì nó như thế, đĩa đây. Mình test đĩa cho các bạn nhìn cái đĩa thì bây giờ nó đang ở là cái, nó đang ở cái số 2 nhé. Cái đĩa này là đang ở đĩa số 3. 3, 2, 1. Với đĩa thì là đĩa to nhất thì là số 1, ở giữa thì là số 2 và cái đĩa nhỏ nhất thì số 3, nó ngược với clip. Đó. Bây giờ mình sẽ lên clip số 2 nhé. Các bạn không nghe thấy cái tiếng gì luôn mà nó đã lên rồi đây. Đó. Rồi, số 2. Về số 3. Lên số 2. Đó. Lên số 1. Rất ngon. Rồi, mình test cái ấy cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ test cái độ bon trớn. Đấy. Đấy.
các bạn xem chớn của con này thế nào nhé. Con xe đua giá cả thì rất hợp lý, chớn của nó thì yên tâm đi đấy, các bạn cứ nhìn chớn thì các bạn xem là nó còn mới như thế nào và nó ngon như thế nào thôi. Xe thì rất mới luôn, chớn này nó như vậy đó, quá chất. Đây đó, bánh tròn vo nhá. Con này nếu mà cứ như các bác ấy vẫn thường hỏi thì bao nhiêu phần trăm thì nó là trên 90% độ mới. Đấy, cái con xe này thì mình chấp nhận cho nó quay hết chớn luôn thì hơi lâu ấy, riêng cái chớn này cũng không thì nó cũng mất khá nhiều thời gian đó. Trong khi nó quay thì kệ nó nhé, mình chốt lại vấn đề nhé. Thì mình xin tổng kết lại là con xe này là con xe đua, kích thước sườn size sườn là ống đứng 46, ống ngang tâm tới tâm là 51,5 cm, bánh 700C, 3 đĩa, 7 lít, group Shimano, tất tần tật là còn rất đẹp. Không những rất đẹp mà còn rất mới nữa. Tông màu thì là phối cái tông màu là màu cam đen, tức là màu cam và màu đen. Hai cái tông màu này phối con xe nhìn rất đẹp luôn. Thậm chí các bạn có thể trang trưng bày ở sân vườn cũng được, nhìn cũng rất đấy. Mình đang để ở cái chỗ cái mảnh vườn nhỏ của mình đó, rất đẹp luôn. Xe gấp nhé, các bạn có thể gấp gọn để vào gầm cầu thang, để vào góc nhà. Nếu như trong thời gian ví dụ mà trong thời gian một tuần không đi thì mình gấp lại, mình vất vào chỗ nào đó cho nó gọn. Còn nếu các bạn đi thường ngày thì cũng không phải gấp rồi, hoặc là các bạn đi du lịch, đi xa đó, gấp bỏ ô tô đi rất tiện gọn. Rồi, vậy thì sau khi đã xem xong cái video này, nếu các bạn thích con xe này, có nhu cầu thì vui lòng nhấc máy gọi 0939086797 để chốt đơn. Rồi, còn bây giờ thì mình dừng ở khung hình này để các bạn ngắm con xe này lần cuối trước khi có quyết định mua hay không. Còn bây giờ mình xin dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.